Theo Cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến thời điểm này, vướng mắc lớn nhất giữa thẻ vàng EU vẫn là nhưng mà mùa mưa là hạn chế đi khác, còn nước nó lớn á, còn mưa rong rêu đá đổ trơn rồi còn bị tọt tiếp. Trong khi đây là yếu tố chắc có gì đâu đi chép cho vừa mình trời ngồi có mấy cục cá mùa này muốn mua mấy bộ còn cầu cá mà không nữa cô ăn mì lấy cám nó bóp vô nữa tôi chứ vô nói nướng à, một đồ ăn đâu có ai tụi con vô nó chơi thoải mái không. Vừa mình trời ngồi ngồi ở mưa đó ai chơi cũng đi qua chơi cũng đi một xíu nữa nè bắn đầu với con hả? Nó chờ con. Đoàn tiến giờ ai? Tiến giờ Nam. Nam đi xe đạp những báo đó luôn. Không đi nhiều người á. Nào mà từ lên xe chạy á. Đạp xe đạp con hay sao? Còn xe con đỡ nhẹ hả? Hiện vẫn còn 43 vụ với hơn 200. Nhớ sao đi xe máy hết mà đi thằng xe đạp thằng xe máy sao nó ấy. So với năm 2022. Ấy mình đi giờ nó xa. Để chấm hoàn toàn tình trạng tàu cá vi phạm để gỡ thẻ vàng EU thì vẫn là rất khó và điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả của việc kiểm tra của EC lần thứ tư. Vừa rồi là thời sự toàn cảnh với nội dung về gỡ thẻ vàng cho thủy sản nước ta. Ý thức ngư dân là yếu tố quyết định. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Bảo Ngọc và Nguyễn Kiên trong gần một tiếng đồng hồ qua. Trước khi đến với cuộc sống 365, sẽ là ít phút dành cho chuyên mục tư vấn sức khỏe. Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày bằng thảo dược. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục thảo dược hiệu quả cho người bị trào ngược dạ dày và đau dạ dày. Ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi tiếp tục lắng nghe hành trình thoát khỏi cơn dịch dạ dày. Chương trình từ lâu đó là ông Nguyễn Văn Hội ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Kể về quãng thời gian mắc bệnh, ông Hội chia sẻ. Vô nhà mình chơi sướng thoải mái đi đâu xuống ô như thế. Bữa nào thích thì cũng vô nhà mình chơi. Nó đồ lục đồ này đâu. Còn cầu này mua 3 cái, 4 cái còn cầu. Đi một lần mới biết chứ. Khác cái gì đâu. Mưa gió nó hàng gió đi thế. Cái gì đó không? Đông không? Còn mấy người. Mấy người. Mưa đó, ai thấy đi thấy, con thấy gì? Nguy hiểm lắm. Thấy tình nữ à? Sao một sắc xong đi tháng gì rồi đi nu hay gì đó? Đi đó nó nổi gì trời đi nu ý là thằng Cung Nghiêng nó mới làm thì nó cũng đỡ hơn hả? Thấy là đây ngu một thay ngay thấy chim nào. Thấy chim nào nhỏ lắm nè, nhỏ xíu. Ủa giờ thấy tình nữ ra quằn ra đi qua bên đây là đụng thác lai nông à? Thông nhau mà anh. Cái cầu qua qua cầu nha. Ừ. Mưa ra hàng chớ đi thác không? Nên đi thác đi rồi mưa nước nó lớn. Thác đi mà nắng thôi. Nắng nước rồi chạy. Có chứ. Như từ răng xuống cái thác là bao nhiêu con số? Nào, tụi con đặt xe đạp luôn. Nhiều người đạp mà. Người đạp thầy rồi. Họ xe đi đủ sao hả? Đi chứ đạn hả? Không có xe hả? Đủ xe mà đi á. Xe của ai? Dạ. Uống nước đi con, uống nước đi trời lọc thẳng. Uống nữa. Xe của nào? Đạp xe nào? Các con lên làm xíu lấy xe đạp dễ ở hơn á. Để anh bữa ăn mà. Em nhỉ? Dạ, không ăn. Ừ, to cái vô. Sẽ phát triển ta. Mất ăn phát triển không? Mắt em còn nhức mắt đâu, nhức nguyên vào mắt rồi. Rồi mắt đỏ rồi. Chết á. Cái này về thuốc nhỏ mắt nhỏ vô.
sao bố ông chờ mày nhắn tin hay mày gọi cho mày? Bố ông chờ mày nhắn tin hay mày gọi? Mày ế thì mày nhắn tin hay là không biết nhá. Thường thứ hai á, thứ hai thứ tư mà bố không về được cái gì học sinh anh thì bố thật ơi là chắc không hiểu không? Sao bạn không nhắn nhờ hả? Sáng làm kịp mọi thứ mưa dữ quá mà. Mà sáng lên chợ hả? Đó. Sáng lên chợ hả? Ai mà? Con hả? Đi đâu? Sáng lên chợ hả? Không, đi bình thường. Mong mà chừng thứ nào không ra khỏi hết. Ăn cơm ăn rồi thì hết mà cho nữa. Giờ ở đâu nóng có chuyển khoản con? Em xin là nhìn này hot hot gì đây BBW nữa này. Lên này ăn bữa rồi. Buffet quá. Đâu chữ buffet đâu. Buffet á. Buffet á. Cái này ta bảo gì mà lẩu gì. Lẩu nước gì á. Nước lẩu xăm xăm lưng dây này. Dây xăm ngược lưng như vậy. Ông thích quảng cáo cho rồi gốm vậy chứ. Sao một lần có đâu mà bán mấy quán này. Em mở cửa em hỏi ớt anh Long. Trời nó tài tử nước lọc đó với rượu, sợ rượu xăm đó. Rượu xăm à? Nó có xăm cái gì? Có cái củ xăm trong đó. Tỉnh ta tỏ. Nó làm của nó là của nó. Nó làm công ty nó làm. Công ty của nó hay là nó không. Công ty chứ nó làm của người ta. Nó mua tài trợ vàng hả. Cái ước ống thì gần tài trợ rồi anh ngồi về chứ.
không kháng cáo không? Chính Thái Lan hôm nay khẳng định chính phủ nước này sẽ duy trì kỷ luật tài chính và thúc đẩy chính sách kích thích ví kỹ thuật số trong bối cảnh nhiều chuyên gia lo ngại về khả năng tồn tại và hiệu quả của chính sách này. Chính phủ Thái Lan đã thông qua chính sách ví kỹ thuật số với tổng ngân sách trị giá khoảng 15 tỷ đô la Mỹ phát hành ví kỹ thuật số. Đó là hôm qua năm thằng con lên nhà bạn Imon là nướng gạn, luộc gạn. Kinh tế đang chỉ trệ. Kế hoạch này bắt đầu được thực hiện từ ngày. Luộc nó cháy hay luộc không à? Theo báo cáo của tổ chức phi chính phủ Oxfam, số nước nghèo nhất trên thế giới nguy cơ phải cắt giảm ngân sách lên tới 220 tỷ đô la trong 5 năm tới do khủng hoảng nợ. Báo cáo được đưa ra trước thềm hội nghị thường niên mà đưa lại anh à? Có sẵn nó 200 triệu gì quỷ có sẵn. Ngon. Từ năm 2020 đến đầu năm nay. Sao có cái to vậy chồng? Cuba vừa thông báo thử nghiệm thành công thuốc điều trị viêm khớp dạng thấp. Mặc dù quá trình điều trị chưa kết thúc, nhưng những người tham gia thử nghiệm thuốc Zuspinza chưa ghi nhận bất cứ tác dụng phụ nào. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Và từ đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến khu vực Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21 đến 24 độ. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 18 đến 21 độ và vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10, miền Bắc có mưa rào và dông, ven biển có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Và sau ngày 14 tháng 10, mưa sẽ giảm. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa nhiều về đêm và sáng. Nơi ai gọi muối thì em nuôi ba nữa sáu. Bây giờ món mua rồi đó. Ông à, món mua ăn cơm mới. Sáu. Khi đã bị mỡ máu thì ăn uống phải kiêng xem. Con chơi đây là kinh doanh là ngon, chạy dịch vụ rồi. Các bạn không tách mà kinh doanh nha. Mới mở phần hồng trứng vào lại nữa hả? Thầy biết rồi. Đó, mới mở phần hồng trứng vào lại. Đồ nhiều mở phần hồng trứng. Này đồ đổ rồi. Mình thấy 94 là lâu rồi mà nhà mình không ăn này. Ngon nhá. Mẹ thích ăn cơm táo không? Dạ dạ mẹ. Ừ, mẹ thích ăn cơm táo. Con thích con gà anh. Ăn cơm táo mà. Hả? Ăn cơm táo mà được. Thank you.
xong rồi gửi tin nhắn là anh nó mất máy nha. Ủa gửi tin nhắn từ anh có ăn cơm không, mẹ mua luôn. Mẹ hỏi mày đâu? Hỏi mẹ đây. Anh có ăn cơm gà mẹ mua luôn. Mà anh không thích con gà. Xe này chạy có điện không vậy? Xe nào anh? Có điện chạy hả? Xe ra điện gì con, xe ra điện đâu. Có cái phanh đó. Xe ra có điện. Có cái phanh. Thấy có vẻ không an toàn hả? Chạy trong ấy được, đi ra ngoài đường tham gia giao thông. Ở trong công viên rồi chạy cho vui chứ. Nhìn thấy ớn. Công viên rồi chạy cho vui chứ. Ai mà chạy xe này. Ở đường cái xe cổ đóng. Sợ anh giờ đang đi học đó. Ừ, rồi. Nó heo này, nhớ gì, nhớ cái tiếng Anh này. Anh đang học á. Nhớ ngày cơm, mua cho hộp cơm luôn hả? Dường này đóng tiền mà sao? Cho mấy ngàn chứ. Hết trời nữa rồi. Ít dạng giờ là ế bán giường cũng được rồi anh. Rồi nói vậy cho thành phần mua giường mua hết rồi. Thành phần mua giường mua hết chứ một phần giờ nó ế thứ nhất thứ hai nữa. Để cho nó thôi nhà tháng 20 triệu á. Rồi tiền điện tháng phải cả chục triệu nữa. Cho mấy người ta còn còn mà. Chứ mấy ngàn như tập thể dục, riêng tập thể dục con. Bây giờ mấy con tập thể dục lên toàn 500 không á. Yoga, aerobic nhiều miết mẹ cũng không hỏi giá cho mình rồi, chắc cũng phải 500. Yoga đồ lên 500 hết rồi. Hồi xưa là tập thể dục là thứ bảy tập, bây giờ tất cả phần tập là thứ bảy đừng mấy luôn.